xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam thưa các bạn sau khi nghe được những chuyện động trời mà chị gái gây ra cộng với thái độ bao dung của má khi chăm sóc vỗ về chị như một đứa trẻ cần được tha thứ thì út thực sự cảm thấy khó chịu anh không ngờ người chị mà anh kính trọng lại có thể lầm đường lạc lỗi như vậy còn cả má nữa má luôn dạy các con sống phải biết liêm sỉ và tự trọng vậy mà má lại có thể dung túng cho những việc làm trái với đạo lý của chị ngay lúc này út muốn được thay đổi được xê dịch để không phải chứng kiến những gì đang diễn ra trong ngôi nhà này tối hôm ấy chị ngủ lại với má sáng hôm sau chị tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra chị lại rủ út ra phố để ăn sáng tuy nhiên khi hai chị em vừa ra tới cửa thì anh rể bước vào nhìn thái độ dữ dằn của anh rể út cảm thấy lo sợ cho chị chính vì vậy anh quyết định sẽ cùng chị gái đối diện với những sóng gió chuẩn bị xảy đến út những tưởng chị gái sẽ im lặng và nhận lỗi trước những lời buộc tội của anh rể nhưng ngược lại chị lại rất bình tĩnh và sẵn sàng thanh minh sau những lời anh rể đưa ra trong lúc không kìm nén được cơn giận anh rể đã hất tay khiến chị trượt chân ngã khuỵu xuống sân gạch khi chị hượng đứng lên thì từ ống quần một vệt máu đỏ ngoằn ngoèo chảy ra anh rể đã không đỡ chị mà còn vùng vàng bỏ đi mặc chị trong cơn đau quằn quại bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết thế giới sô lệch của nhà văn bích ngân tôi chỉ còn một lối thoát là không trốn chạy là đương đầu là phải trở thành một người đàn ông bất luận đó là loại đàn ông nào sau nhiều ngày trăn trở toan tính cái kế hoạch để trở thành đàn ông được tôi nghiền ngẫm khá kỹ trong đầu thậm chí có lúc tôi còn định ghi ra hẳn hoi trên giấy trắng tờ giấy trắng thực ra Tôi cũng đã xé ra từ một quyển sổ tay mà tôi thường ghi chép những điều không nói được với ai, kể cả với má và chị. Đó là những con chữ rút rìa được sau những cơn đau âm thầm mà tôi cắn chặt răng, không để cho tiếng kêu rên bật ra. Khi vượt qua được những cơn đau, những dòng chữ nắn nót hiện lên trên trang giấy học trò, thường nhuốm màu triết lý kiểu như nỗi đau khiến con người cứng cáp hay điểm đau ơi hãy chắp cánh cho ta ta muốn bay khỏi mặt đất đau đớn triền miên này tôi xếp đôi tờ giấy đặt dưới gối nằm tôi muốn nghĩ ngợi kỹ hơn về cái kế hoạch xem xa quá to tát so với một thằng thương binh mất hết hai chân và một điều ai cũng biết kể cả kẻ có chỉ số y quy thấp nhất rằng cái điều kiện để một thằng con trai to xác tật nguyền nhưng còn nguyên vẹn cái sinh lực giống được trở thành một gã đàn ông đương nhiên phải có sự chung đụng với một sinh thể khác giống đó là giống cái có thể đó là cô gái trinh nguyên hay một người đàn bà từng trải một cô gái hay một người đàn bà đầu óc tôi vương lại bởi câu hỏi đó. Tôi không tìm nổi câu trả lời cho những điều còn hết sức mơ hồ về cái kỳ vọng và lòng tốt và sự hy sinh. Tuy nhiên, cơ thể chàng trai trong tôi thì sựng lại trước hình ảnh. Dĩ nhiên là phải cầu viện thêm trí tưởng tượng và mới hiểu biết có được từ sách vở, phim ảnh và vài ba kinh nghiệm hẹn hò yêu đương từ anh tôi, chú tôi. Khác nhau của một cơ thể e ấp chinh trắng và một tấm thân dạn dĩ nở nang. Hình ảnh, đường nét của những tấm thân khi đầy đủ áo quần, khi trần trụi, khi mảnh mai, khi đẫy đà lúc lồ lộ, lúc lờ mờ, cứ nhận nha lướt qua tôi, nhận nha dừng lại, nhận nha bày ra cái trò chơi đuổi bắt. Tôi cuốn chặt cái mềm quanh người, mồ hôi vã ra, tôi như bị hơ trên một lò than một lò than đang cháy cả người tôi nóng lừ cơn ham muốn được giải phóng cái năng lực đang đầy ứ đang dâng tràn và rồi bằng thôi thúc hết sức bản năng của một sinh vật sắp chết cháy tôi tốc cái tấm đắp ra khỏi người tôi lột luôn cái quần lót đang mặc tôi hấp tấp vặn cái van căng cứng nén lại tiếng gào tôi nằm vật ra mồ hôi đầm đìa nước mắt giàn rủa tôi muốn thét lên sao tôi phải sống như vậy tại sao tại sao đúng lúc đó tôi nghe tiếng lách cách mở cửa nhìn ra cửa sổ trời đã sáng bạch tôi biết là má về bà chỉ cài cái chốt hờ phía ngoài nhiều lần tôi nói má cứ khóa cửa khi đi ra khỏi nhà nhưng bị bà dày lỡ có hỏa hoạn thì con làm sao? Bà còn nói thêm, má gài cái chốt bên ngoài để tránh tụi móc bọc dòm ngó vào nhà. Cho nhà mình không dụ được bọn trộm cắp đâu. Tiếng khép cửa, tôi biết má đang dẫn chiếc xe đạp vào nhà. Dựng xe sát tường, lấy giỏ đựng thức ăn mà bà vừa mua ở cái chợ nhỏ cạnh bờ sông ra khỏi xe. Rồi lại lom khom tháo mấy sợi dây ràng dịt gỡ bao đựng vải đã cắt sẵn ra khỏi phòng ba ga đặt bao vải cạnh bàn máy may bà quầy quả trở lại với giỏ thức ăn tôi nghe bà gọi dậy chưa út ơi ra ăn sáng đi con tôi làm thinh tôi chưa thấy đói và cũng chưa muốn ra khỏi giường người tôi rã rượi như vừa đẩy một tảng đá lên dốc tôi quay mặt vào tường những cái dốc với vô số những tảng đá vẫn trờn vờn trước mặt. Tôi nghe bước chân của má, bà cúi xuống sờ chán tôi. Tôi nắm lấy tay má, đột ngột nói, Má, má, con muốn cưới vợ. Khi câu nói đã buột ra, tôi thấy như chút được một gánh nặng. Người tôi nhẹ hẫng, tôi có cảm giác như mình chỉ còn là mớ bông gòn nhẹ tênh chỉ cần một cơn gió là có thể thổi tôi bay khỏi mặt đất. Má tôi bước đến bên cửa sổ, bà mở hai cánh cửa, ánh sáng ùa vào căn phòng. Ánh sáng kéo tôi ngồi dậy, má cũng ngồi xuống cạnh tôi. Bà không nhìn tôi mà nhìn ra khung cửa tràn nắng. Nắng sớm cũng khiến mái tóc của má thêm ánh bạc và gương mặt nhìn nghiêng của bà đã hẳn vô số nếp nhăn. Rãnh mắt bà sâu thêm tôi thấy mình quá hồ đồ lẽ ra tôi đừng hất thêm cái gánh nặng nữa lên đôi vai đã quá đỗi nhọc nhằn của má lẽ ra tôi phải tiếp tục sống cái cuộc sống giản đơn của một đứa trẻ to xác tật nguyền mà lâu nay má có thể kham nổi bằng sự chăm chút tào tần của bà lẽ ra tôi cứ âm thầm xô đẩy những tảng đá ngược lên những triển dốc cho đến khi kiệt sức má quay lại nhìn tôi cái nhìn chậm rãi từ tốn gần gũi và còn có điều gì đó như hân hoan như khích lệ lúng túng ngỡ ngàng trước cái nhìn của má dù đó là cái nhìn mà mình mong đợi tôi vẫn thấy ngượng nghịu chắc mặt tôi đỏ dần tôi thấy mình ấp úng má 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 quên chuyện con vừa nói đi má nói ngay không má nghĩ đó là chuyện nghiêm túc bà yên lặng một hồi rồi tiếp. Nhưng còn một việc không dễ là là phải tìm được một người vợ thiệt sự thương con. Đúng như bà nói, bà coi chuyện cưới vợ cho tôi là việc nghiêm túc, nếu không muốn nói là hết sức nghiêm túc. Như mọi khi, má tôi canh đồng hồ còn chừng 10 phút nữa ba tôi đi làm về là gọi tôi xuống bếp phụ má dọn cơm. Ngoài những món ăn quen thuộc, một dĩa đọt bí luộc có vài ba trái bí lớn hơn đầu đũa lẫn trong đó. Ba hột vịt luộc dầm mắm ớt, một ơ cá rô kho tiêu, một tô canh lá bồ ngót nấu với tép lột vỏ, một dĩa chuối xiên chín vàng. Mà má tôi còn bưng ra thêm dĩa cua rang muối nữa. Khác hơn mọi khi, ba tôi về nhà với bó hoa tươi ở trong tay má tôi đón lấy bó hoa từ tay ba dù bà biết đó không phải là bó hoa ông dành cho bà mà chỉ là bó hoa lễ nghi ai đó đã tặng cho ba tôi khi ông dự một cuộc họp mặt hay là lễ hội nào đó bà gỡ bỏ mấy lớp giấy kiếng bao bên ngoài đem từng cánh hoa cắm vào cái bình gốm rẻ tiền mà bà mua được ở cái chợ ven sông bà đem đặt bình hoa lên bàn ăn hoa ly hoa hồng hoa cúc tỏa ra cái bụi hương pha lẫn vừa dịu lại vừa khát. Ngồi vào bàn ăn, nhìn bình hoa, nhìn những món ăn được má tôi chăm chút tươm tất hơn thường ngày. Còn có cả mấy chai bia nữa, và tôi thì ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn với đầy đủ áo quần. Má tôi hỏi ngay, hôm nay nhà mình có gì vui hả? Má tôi nháy mắt với tôi đáp, có chuyện vui đó mình... Ba tôi đón chén cơm từ tay má, giọng thật vui. Vui thiệt chứ, má thằng út. Má quả quyết. Em thì thấy rất vui vì thằng út đã chịu cưới vợ. Ba tôi đặt chén cơm xuống bàn nghe một cái cột, sừng sốt. Cưới vợ? Mà cưới ai? Má tôi bình tĩnh đáp. Cưới ai thiệt sự thương con mình? Ba tôi không nói gì nữa bữa ăn chợt lặng lẽ hơn thường ngày mấy ly bia nhạt dần vì mấy cục nước đá đã tan gần hết nhai cơm với canh rau mà tôi thấy dai nhách như là nhai phải quay trèo má tôi gắp một phần tư con cua sang muối bỏ vào chén cho ba rồi gắp thêm một miếng bỏ vào chén cho tôi ba rào rạo nhai cua chan canh vào chén lùa cho hết chén cơm Má gỡ thịt ở mấy càng cua, bỏ vào chén cho tôi. Con phèn liếm sạch phần thức ăn trong cái dĩa đặt dưới gạch, ngước nhìn tôi lom lom rồi duỗi mõm vào chỗ khúc đùi còn lại của tôi, mũi nó khịt khịt. Má tôi bỏ thêm xương cá xương cua vào cái dĩa cho nó. Con chó dúi móm liếm chỗ xương, vẻ không hài lòng, đưa hai chân quào quào đầu gối má tôi. Ý muốn vòi thêm, Ba tôi vừa lột vỏ chuối và nhìn con phèn giọng bực bội. Còn vật cũng như con người, cưng chịu quá đâm ra khó dậy. Má tôi tém gọn chỗ cơm còn lại trong chén, lùa vào miệng vừa nhai vừa nuốt. Tôi hút hết chỗ canh trong chén rồi buông đũa. Má tôi đẩy dĩa cua rang muối còn một nửa về phía tôi. Còn à, con ráng ăn hết dĩa cua đi, có cái gì đó cứ trực chẹn lấy cổ họng tôi. Con no rồi, má. Tôi nói và vội lăn xe đi. Sau lưng tôi, tiếng ba nghe thật rõ. Bà, bà cũng đừng nuông chiều thằng út quá. Rồi tiếng má nghe nghèn nghẹn. Tôi có đội con lên đầu cũng không cách gì bù đắp được nỗi khổ mà nó phải gánh chịu mà bánh xe lăn chạm vào cái gờ cửa tiếp giáp giữa nhà bếp với nhà trên. Tôi buông tuổi đôi tay, giọng ba nghe dịu đi. Đâu phải chỉ có con trai mình mới gánh chịu thiệt thòi. Thôi, tôi phải chợp mắt một chút để còn đi làm. Biết bao nhiêu việc đang cần tôi. Gia đình này cũng cần có ông. Má nói rõ từng tiếng. Vậy, bà muốn tôi phải làm gì đây? Bà cao giọng hỏi vậy. Tôi, tôi muốn ông, ông cùng tôi lo cho thằng út có đôi có bạn. Không dám quay mặt lại nhìn ba nhìn má, tôi thoát người trên xe, hai tay lăn bánh xe, trượt qua gờ cửa. Việc tìm vợ cho tôi khiến má bận tâm và lấy đi nhiều thời gian của má. Cho tới một chiều mưa, mưa dai dẳng, lúc tôi ngồi cắt bỏ những chỗ chỉ thừa trên mớ quần đùi đã may xong. Má ngừng may nói với tôi là bà đã nhắm được một cô gái cho tôi. Ngước nhìn má, tôi hơi ngạc nhiên trước cái cách nói của má chứ không ngạc nhiên về điều mà bà nói. Cách nói nhẹ như không của má khiến tôi liên tưởng đến việc bà vừa ra chợ và mua được mớ rau tươi ngon mà người bán vừa cắt từ luống rau còn đẫm xương như hài lòng trước sự chọn lựa của mình, má không nhìn thằng con tật nguyền để nhận thấy sự ngỡ ngàng của nó, mà bà nhìn ra cửa. Tôi cũng quay lại nhìn theo hướng nhìn của má. Mưa vẫn chút nước trắng xóa, mặt đường lênh bênh nước. Mấy chiếc Honda đội mưa chạy qua, làm mặt đường cồn sóng. Má chợt quay lại nhìn tôi nói, Tạnh mưa, nước rút, Má sẽ kêu con bé đến nhà để cho con coi mắt. Cách nói cứng cỏi của má làm người tôi gai gai. Hai chỗ đùi đã thành một mảng sẹo của tôi cũng dân dân trước cái nền gạch men trơn lạnh. Tôi xê dịch và lấy mấy cái quần đùi vừa cắt bỏ những sợi chỉ thừa, trải ra trên gạch rồi nhấc người lên đó. Hóa ra, cái gai lạnh không đến từ nền gạch lạnh chiều khi trời tạnh mưa nước rút đường bắt đầu khô ráo má đem đến cho tôi bộ quần áo tôi chỉ mới mặc có vài lần mà bà đã ủi phẳng phiêu sau đó má đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt tôi rồi khi đôi tay bà chạm vào đôi chân giả đang tựa vào tường sát chỗ chân giường thì da thịt tôi như phát run tôi nghe giọng mình lạc đi má con 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 không muốn một người nữa phải chịu khổ vì con má đem cặp chân đến bên tôi bà còn lấy tay phủi phủi mớ bụi bám trên chỗ khớp háng có cái chốt bằng thép nói con đừng lo gì hết má thiếu thứ này nhưng lại có thừa thứ khác má đâu ngờ câu nói khích lệ của má chỉ làm tôi thêm đau không lo ư Làm sao có thể tự tin được khi một thằng người thiếu mất hai chân mà đi cưới vợ Làm sao tôi có thể đứng vững trên đôi chân nhựa Làm sao tôi có thể bù đắp được sự thiệt thòi này cho người con gái chọn tôi làm chồng. Nhưng một mình tôi tôi không thể ngăn được quyết định của má khi bà biết dù yêu thương tôi đến đâu đi nữa, bà cũng không thể lôi tôi ra khỏi cái hốc tối đơn độc của tôi. Tôi chỉ còn cách kéo dài thêm thời gian khi mặc quần áo và lắp đôi chân giả vào người để chờ ba tôi trở về khi hết giờ làm việc. Tôi nhớ thái độ bất ngờ của ba khi nghe tôi muốn cưới vợ và tin là ông sẽ đứng về phía tôi. Chưa lúc nào tôi mong ba về như lúc này. Và cũng... tôi cũng chưa hình dung ra được cái lối đi chật hẹp dành cho một kẻ chạy trốn đọc nhiều rồi cũng như chị con khi nói câu đó mặt má cau lại bà nhìn tôi mà như thấy đứa con gái bất trung của mình tôi biết má còn giận tôi khi tôi đã chạy trốn đã không dám đối mặt với cô gái mà bà chấm cho tôi Lẽ ra phải chuẩn bị đón cô ấy ở nơi phòng khách, tôi lại vội vã đẩy xe trốn biệt trong phòng. Khi cô gái ngồi trò chuyện với má ở phòng khách, thì tôi đã cởi bỏ bộ quần áo được má ùi thẳng và đẩy chiếc xe lăn vô tuốt chỗ kẹt giường và tháo bỏ đôi chân trơn nhẵn cứng đờ, rồi lên giường kéo mền đắp kín người. Khi cô gái ra về, má vẹt tấm rèm bước vào phòng lôi tôi ra khỏi đống bền gối nói lần sau á con không được làm như vậy trước giọng nói dứt khoát của má tôi biết mình không có thêm một cơ hội để làm một thằng hèn dù tôi vẫn không từ bỏ được ý nghĩ mình chỉ là một thằng hèn chính hiệu cho dù hồi còn chạy lon ton tôi đã có hành vi của một người hùng mà má tôi chị tôi, anh tôi và cả ba tôi nữa. Cứ coi đó như một tín hiệu trong một tương lai tươi sáng của một thằng con trai không chịu thua kém một ai. Đó là một buổi chiều khô giáo. Trước khi tôi với anh tôi xuống xuồng để chị tôi bơi qua xóm nhà bên kia bờ sông chơi với lũ bạn. Tôi đã cuộn một chiếc khăn mặt vào nhét vào lưng quần. Chị tôi ngạc nhiên hỏi. Em mang khăn theo làm gì? tôi trả lời để khi quánh lộn chảy máu mũi như lần trước em có khăn mà chùi máu mãi cho tới giờ cái kỳ tích đó vẫn còn khiến tôi bồi hồi nó còn khiến tôi củng cố cái niềm tin rằng nếu như tôi không bị trái mìn phụt mất hai chân nếu như tôi được cầm súng đường hoàng ra trận thì biết đâu tôi cũng có thể thành một người hùng trong những khoảnh khắc biết tự vệ và biết bảo vệ và trong những khoảnh khắc quên mình đó biết đâu tôi cũng có thể nguyên vẹn trở về với mề đay lấp lánh trên ngực hoặc ít ra thì tên tuổi tôi cũng được khắc trên tấm bia tưởng niệm mà được như vậy tôi đã không còn là một cái gánh quá nặng trên đôi vai của mẹ và của những người thân và bây giờ khi biết mình không thể trốn thoát cái lần sau mà má nói. Tôi trở thấy lạnh gáy và cứ dọ dại trong nỗi lo sợ phập phồng. Tôi chỉ còn biết mong chờ cái cơ hội gặp lại cô gái sẽ lùi lại thật xa hoặc là lùi xa vĩnh viễn. Má bước đến, tước quyển sách đang đọc trên tay tôi, nói, đừng đọc nữa, chuẩn bị tối nay hai má con mình đi xem kịch. Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe má tiếp hai má con mình đi xích lô má đã chuẩn bị một kế hoạch từ khi không còn đôi chân chỉ một lần tôi rời nhà đến chỗ trại thương binh nơi có mấy đứa bạn đang phải sống ở đó và một lần tôi theo chị hai đi ra đường định đến cái quán hủ tiếu bên đường và gặp thằng bạn mà sự ngát gan đã giúp nó nguyên vẹn trở về và đang là người hữu dụng trong mắt nhiều người tuy nhiên từ khi không còn đôi chân thỉnh thoảng những giấc mơ và mơ ước cũng bất thần kéo tôi ra khỏi chiếc giường và ngôi nhà mà ba mẹ tôi đang sở hữu giấc mơ và ước mơ nhiều khi cũng có cùng cái gương mặt na ná như anh em ruột thịt tuy ẩn hiện chập chờn nhưng giấc mơ thường tái hiện lại những điều tôi không ngừng ao ước dù biết rằng đó chỉ như những vẻ chim trời chỉ vừa thoáng thấy liền mất hút vậy mà tôi vẫn ước vẫn mơ vẫn khổ sở vì không thể dập tắt được đốm lửa vẫn âm ỉ trong tôi trong cái thằng người vẫn vẹn nguyên trí não và cảm xúc tôi vẫn nuôi dưỡng cái ước muốn một lần được vào nhà hát thành phố nơi mà chị tôi đã được ngồi với chiếc ghế bọc vải nhung đỏ và được thưởng thức vở nhạc kịch hồ thiên nga mơ ước đó không cao đến vượt tầm tay với đối một người bình thường nhưng có lẽ vẫn quá cao đối với một người thiếu đôi chân để có thể bước lên những bậc thang dẫn vào nhà hát nên khi nghe má nói là xem kịch tôi không hình dung ra cái vẻ đẹp bất ngờ khi bức màn nhung vén lên mà nghĩ ngay đến những bậc thang chắn sẽ có ở chỗ xem kịch mà mình phải vượt qua lưỡng lự cân nhắc lo ngại rồi bất ngờ tôi buột miệng con muốn đi xe lăn. Nghe giọng nói dứt khoát của tôi, má chỉ im lặng nhìn tôi. Liền sau đó, má mang cho tôi mấy bộ quần áo để tôi lựa chọn, chứ bà không chọn thay tôi như lần tôi suýt thấy mặt cô gái mà má tôi đưa về nhà. Tôi chọn cái áo màu xám trắng và cái quần màu xanh đen đó là bộ quần áo khi tôi nhận được giấy báo đậu vào đại học hàng hải chị tôi đã đưa tôi đến may ở hiệu may sài gòn nằm trên cái dãy phố khá sầm uất cách sài gòn đến hàng trăm cây số rồi cái ngày hôm đó tâm trạng của cái ngày quá đỗi hân hoan đó bỗng trỗi dậy vẹn nguyên tôi thấy tôi tí tởn theo chị tôi đến hiệu may quần áo có mấy cái tủ kính chói nắng treo áo quần đã may xong và lúc tôi xốc đi xốc lại chiếc quần mới và thắt cái thắt lưng màu nâu bỏ áo vào quần đi đi lại lại. Tôi thấy lại mâm cơm thịnh soạn mà má thết đãi cả nhà với những con gạch son cứng bu và dĩa tôm luộc đỏ ao. Tôi còn thấy cả đôi tai ve vẩy và tiếng sủa mừng rỡ của con phèn. Và hớn hở hơn tất cả là tôi, một thuyền trưởng tương lai của một con tàu viễn dương, tôi sẽ đĩnh đạc chỉ huy một con tàu hiện đại chứ không phải là con tàu chỉ dương cánh buồm đỏ cánh buồm nâu trong chuyện mà tôi gần như là thuộc lầu. con tàu sẽ đưa tôi đến với những xứ sở mới những cuộc hành trình băng qua đại dương sẽ mở cho tôi thêm những chân trời mới con tàu ngày nào vẫn tròng chành trước mặt tôi thấy bồng bềnh như đang đi trên ngọn sóng tôi bỏ bộ đồ đã chọn xuống giường rồi vội rút lấy bộ quần áo quân nhân xem ra vẫn còn mới cứng khi mặc vào người bộ quần áo màu xanh lá tôi có cảm giác của một người lính chuẩn bị ra trận dù tôi chưa một lần được ra trận với cái nghĩa trọn vẹn của nó má đẩy chiếc xe lăn đến trước tôi má giúp tôi ngồi lên xe rồi bà đem đôi chân giả đến tựa chiếc xe và chuẩn bị giáp vào người tôi. Tôi nhích nhẹ cái bánh xe. Lập tức đôi chân nhựa lăn cành ra nền gạch. Nhìn đôi chân này tưng lên. Tôi giật mình với ý nghĩ. Hình như má vừa lôi nói ra từ những giấc mơ vẫn ám ảnh tôi. Má nhìn đồng hồ gõ đều đều trên tường rục cuộc giáp nối được tiến hành với sự trợ giúp của má. Người tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Má bước đến bật công tắc cái quạt trần. Má cũng mở rộng hai cánh cửa sổ. Nhưng khi thấy cánh cửa sổ nhà bên cạnh đang mở và nghe tiếng nói lao sao trong nhà, bà vội khép cửa lại. Bà quay lại chỗ công tác quạt trần vặn số lớn hơn. Cánh quạt quay vù vù trên đầu gió lật qua lật lại mấy trang sách tôi còn để mở tôi với tay lên chỗ đầu giường khép trang sách lại má tiếp tục giúp tôi cho đến khi tôi có đầy đủ đôi chân trước khi ra khỏi nhà chỗ tiếp giáp với cái phần thân thể bất đắc dĩ của tôi cứ dâm gian châm chích hình như là có vô số những chiếc răng nhỏ như răng chuột đã đang gậm nhấm ra thịt tôi tôi chân mình chịu đựng nhìn gương mặt gắng gượng của tôi mắt má tối sầm bà chợt nói thôi má con mình không đi nữa thái độ trùng xuống của má khiến cho tôi mạnh mẽ không ạ à, con muốn đi thốt ra được câu đó trong tôi cái cảm giác đau đớn ở da thịt ở thể chất chợt chìm lìm để rồi lại nổi lên phình lên nỗi đau khác Tôi lăn xe đi Lăn bằng đôi tay lành lặn Lăn khá nhanh Với tốc độ cường tráng của nỗi đau Má theo tôi Đi Lấp vấp Chạy Lấp vấp Gọi Lấp vấp Út Út Chờ Út Chờ Chờ má với vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết thế giới du lịch của nhà văn bích ngân chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam đến đây tạm dừng hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai thân ái chào tạm biệt